Một màn chào hỏi còn đẹp hơn cả của mình nữa anh ạ. Cũng đúng thôi, người đã cao xong rồi lại còn mỏng như thế kia thì làm gì chả fashion. Hello anh Triều. Chào em. Xin chào, chào chị Trinh. Hay em Trinh, không Triều, em Trinh. Em bị lọt ra ngoài luôn. Đúng rồi, rồi em, mọi người. Nếu mà nói về âm nhạc, người ta gọi em là bị lạc nhịp đấy. Em là một nốt trầm, nốt trầm ở trong khúc nhạc chị nhờ. Chúng tôi xin được chào đón hai gương mặt trẻ được rất rất nhiều khán giả yêu mến, Liêu Hà Trinh và Hải Triều. Đã bao giờ hai bạn trở thành cộng sự trong một dự án nào đó chưa? Dạ cũng có, hai người làm nhiều với nhau lắm rồi. Có những cái Trinh ngồi đó thoát xô rồi hỏi em nhiều lắm. Đối với em á là trên đời có Triệu cái gai thì không đâu bằng việc là chân dài hơn em. Em đứng em cũng không thấy vui lắm nhưng mà em phải cố gắng thôi. Em phải nhón thêm. Không sao. Chào em, vẻ đẹp của em không phải ở đôi chân. Thế hả? Vẻ đẹp của em ở đôi mắt cơ. Wow. Nên là một người có đôi mắt đẹp, một người có đôi chân dài. Tên của đội này sẽ là gì? Tụi em giữ bí mật được đúng không? Đúng rồi, giữ bí mật để đội bên ra nữa rồi tụi em sẽ đặt tên với nhau. Nghe đâu thấy bảo là đối thủ của các bạn hôm nay cũng rất đáng gờm. Dạ. Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy gặp ngay với đội số 2. Xin mời. Đi sao nè? Đi kìa, chị không đi hả? Chị không đi cái này hả? Đây là lần đầu tiên chúng ta có hai đội chơi ra mà có màn chào hỏi hay mà xuất sắc đến như vậy. Nó rất là fashion. Tụi em còn một cái màn đi ra nữa mà. Làm lại đi. Rồi, cho làm lại. Rồi ạ, cho em xin nhạc nào. 2, 3. Trời ơi, sang, dễ sợ. Hôm nay sẽ là một trận chiến mà tôi nghĩ là không chỉ là cực kỳ nảy lửa về mặt thi tài mà chắc chắn còn nảy lửa về mặt ngôn ngữ. Bởi vì đều là những người rất hoạt ngôn, đều là những người rất duyên dáng. Và hôm nay không hiểu sao họ lại có những cái sự đồng điệu nhất định. Ở đây áo đen gặp quần đen. Ở bên này thì áo vét trên có tông màu nâu kem kem, gọi là tông màu trung tính. Và còn có rất nhiều hộp nữa. Đúng, khiến về đội chị được, rất hợp concept. Bên đội bên này là còn... Nhưng mà cái quần này vẫn phải về đội em mới được. Ôi gì vậy? Đấy, thấy không? Người ta đi chung còn phép thế này. Ờ không, anh áo vẫn ờ đúng rồi. Không đúng rồi, áo vẫn vào. Đó. Anh thấy không? Em đi ngang đời anh như gió mây qua trời. Đưa đôi tay nhưng không thể vơi lấy. Người ta đang fashionista luôn đó nè. Đúng rồi nè. 2, 3, 2, 3. Trời ơi. Xin lỗi, tôi không phải cao nhất ở đây. Đứng nhưng mà chắc chắn tôi không phải là người thấp nhất ở đây. Thấp nhất ở đây. Dạ. Anh à. Anh nói như vậy là không được. Tại Hoàng Yến là lùn nhất Việt Nam rồi. Không thể ai không qua nha anh ạ. Thưa quý vị khán giả, ai là người lùn nhất? Không, em không biết ai là người lùn nhất. Nhưng Hoàng Yến chỉ cao 1m60 và chỉ là 1m60 thôi, không thêm bất kỳ 1cm nào hết. Xí xí. Chúng ta lại mang giày chưa? Không. Trinh mày đứng sang bên này. Chúng ta đang đứng theo đội hình ruộng bậc thang và xin được trân trọng. Đó, đây đứng theo đây là đội hình để trứng lăn cho dễ. Đứng đó làm anh là MC đi bên kia. À đi sang bên này. Sao ấy, qua ghế KB vẫn là lùn nhất trong nhóm này. Vâng. Em làm gì sai? Không có gì buồn hết trơn. Em đi đâu thì cũng vậy thôi. Ủa mà mọi người ơi, tới giờ mình ăn trứng chưa? Mọi người ơi, mọi người, bây giờ chia về hai đội đi, em muốn biết tên của mọi người. Rồi rồi. Thôi anh ạ, mình làm náo loạn mới đủ rồi. Bây giờ đội số 1, mọi người tên gì? Tên là Trung Trang. Dạ. Trung Trang. MC mà đớt đớt là đọc không được, như BB Trần là đọc hết được. Lưỡi nó bẹt. Trung Trang. Công nhận đi, đội này tên quá mệt. Bây giờ hỏi đội tên đội em đi. Đội bên này tên là gì? Đội bên tên là 2, 3. Trung. Vâng, đội số 1 là Trung Trang, gọi tắt là đội số 1. Đội tiếp theo là đội Triều Trinh, gọi tắt là đội số 2. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chọn hai vị trí gà để gửi lại cho chương trình. Xin mời đội số 1. Có số 8 hay có số 2? Không, anh chỉ chọn được chọn 1 thôi. 8. Sao bà biết năm sinh của mình? Thương quá à. Ngày 18 tháng 8. Vậy là mọi người chọn số 8 để gửi lại cho chương trình đúng không ạ? Xin mời đội số 2. Đội em sẽ chọn số 5 và số 9. Một số thôi chị ạ. Trời ạ. Bên đây mới sai bên kia không nghe hay sao vậy? Anh Triều nặng lời quá, mình đi về. Thôi mình ở lại mình chơi đi, mình thắng cho mình bỏ ghét. 2, 3, 5. 2, 3, 9. Số 8 và số 9 sẽ được gửi lại cho chương trình. Tôi cực kỳ nóng lòng muốn xem cuộc đối đầu giữa các thành viên trong hai đội này. Không muốn để quý vị khán giả chờ đợi lâu thêm nữa. Ngay bây giờ sẽ là thử thách vận động cá nhân.
quý vị khán giả đang đón xem chương trình Gà Đẻ Trứng Vàng và đây là lượt thử thách đầu tiên. Mỗi đội sẽ phải cử ra một người để đến với thử thách của chúng tôi. Thử thách vận động cá nhân. Mỗi thử thách đòi hỏi sự khéo léo trong việc điều khiển hơi thở để thổi từng quả bóng bàn đặt trên miệng chai rơi vào trong ly thủy tinh trước mặt. Lưu ý, với những quả bóng bàn rơi trúng ly thủy tinh nhưng không đi theo đường thẳng được tính là không hợp lệ. Kết thúc 1 phút 30 giây, thành viên của đội nào có nhiều bóng bàn hợp lệ hơn sẽ mang về chiến thắng cho đội đó và cùng bước vào lượt chọn gà đẻ trứng đầu tiên với 2 gà đẻ trứng cho đội mình. Thế bây giờ đội số 2 là ai chơi nhỉ? Dạ đội số 2 Triều Trinh thì sẽ cử Trang đã cử Trung ra chơi cho đội Triều Trinh nè. Rồi còn đội mà Trung Trang đó thì cử Triều ra chơi cho đội Trung Trang. Và Trinh sẽ giúp Triều để mà hỗ trợ để mà cho đội Trung Trang giành chiến thắng trước Trung và Trang bên kia. Dạ và Trang sẽ giúp Trung nhặt những quả bóng lên để chiến thắng đội Triều Trinh bên kia. Nếu quý vị không hiểu gì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Tôi sẽ chỉ đơn giản hóa lại. Đội số 2 cử Quang Trung ra chơi. Dạ. Đội số 1 cử Hải Triều ra chơi. Bây giờ đội anh sẽ là đội chơi trước đây anh ạ. Ừ thì thổi thôi. Đây là chàng trai vàng của làng thổi trứng đấy nha. 1 phút 30 giây. Mấy bạn nhạc ra đi dạ. Bắt đầu. 1 phút 30 giây bắt đầu anh ơi. Bắt đầu rồi anh ơi, thổi đi. Chàng trai vàng của tớ cậu cố lên. Đặt trứng lên. Đặt trứng lên. Tớ biết cậu làm được mà. Cậu chính là ánh sáng của đời tớ. Không bao giờ tớ quên được ơn nghĩa này. Làm sao mà cậu có thể thổi hay như thế được chứ. Tuyệt vời quá. Cậu đã thắng rồi. Cậu không cần cố gắng nữa đâu. Mình đã thắng rồi. Nè nè cậu ấy đi. Vẫn nói. Còn 1 phút. Còn 1 phút lên cậu ơi. Cậu qua bên kia. Cậu qua bên kia. Thật tuyệt vời. Cậu đúng là hàng trang trang trang. Cậu đang méo qua này luôn. Cậu đang méo qua này thôi. Cậu ơi cố lên. Sắp xong rồi. Sao không đi theo vòng dưới trơn vậy? Đi loạn sầu vậy? Không, cũng bấm cái xì tai của đó. Sao không đi theo vòng? Cậu phải tập trung mà, tập trung. Thổi ít được nhiều thôi. Hiểu không? Thổi từ từ mà được nhiều. Cố gắng đi. Còn mình thắng chắc rồi. Mình thắng chắc rồi. Lại đây. Cố lên. Yeah. Còn 20 giây. Lẹ lên kêu, lẹ lên. Cậu thổi cái này nữa nè. Cố lên. Được từ từ, mình sắp thắng rồi. Một cái nữa. Cố lên. Một cái nữa thôi, tập trung. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết rồi. Nhưng mà vậy là hay. Đội số 2 sau khi nhìn đội số 1 chơi, họ đã bắt đầu cảm thấy nản phần nào. Rất thương. Hai bạn nhóm Triều Trinh. Dạ, ghé xong mắt xe ăn ở đây em mang về ạ. Bây giờ mình đếm bóng đã. Chúng tôi xin được công bố trước hết là quả bóng ở bên phía này là không được tính điểm. Vì bóng này Hải Triều thổi từ vị trí này. Anh ơi, nó giống là tàu đây. Cái chai và một cái ly anh ơi. Nảy sang đây. Tức quá à. Đó là kỹ thuật điêu luyện. Đó là kỹ thuật bóng anh ạ. Kỹ thuật gọi là A quăng. Đúng không? Vâng. Cái kiểu kỹ thuật lườm rau gắp thịt đó không phù hợp trong trò chơi này. Trời. Cùng là chạy nhưng mà phải chạy cho đúng hướng thì mới về đến đích. Em dẫn về đích đấy hay. Vâng. Vậy là đích của em đây. Sẽ chỉ có 2 quả bóng được tính. Chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi của Quang Trung bên phía đội số 2. 1 phút 30 giây dành cho đội số 2 bắt đầu. Trời ơi trời. Trời. Được rồi. Được rồi. Ở bên này đập thắm quá nè. Trời ơi, có cái nào lo lắng rồi đó. Rất là có kinh nghiệm luôn. Ôi, ôi. Một trái rồi. Trời ơi, cái khu miệng diễm lệ quá nè. Đúng rồi. Sắp được rồi. Chỉ cần một lần nữa thôi. Được rồi. Được rồi. Trời ơi. Yêu cầu Hải Triều đi xem bên này. Hải Triều, hai trái không kịp Triều. Đang. Mua cá bét ở đâu vậy? Để hai bạn thục trứng nha. Này cô gái bắt trứng ơi. Ôi hay hả? 40 giây. Rồi. Khách đi nào được 3 trứng không? Chắc là 4 trứng rồi. Ôi vậy mà cũng làm được nữa. Ôi sao hay vậy chú? Hay quá vậy. Yeah. 10 giây nữa. 9 8 7 6 5 4 3 2 1
giờ. Tôi phải có lời khen dành cho đội số 2. Chưa nói đến kết quả, cách chơi của họ thông minh, khá là có sắp xếp. Chúng ta hãy nhìn cái cách mà Thiều Bảo Trang đặt con chuột chuột. Còn bây giờ hãy cùng đến với phần đếm bóng trong các ly. Xin mời Hoàng Yến. Nhìn cũng thấy là 4 trứng. Không, nhưng chúng tôi vẫn phải đếm. Gọi to nỗi đau lên anh ạ. Sát muối vào nỗi đau. Quý vị khán giả ơi, hãy đếm thật to lên. 1 2 3 4 4 quả bóng. Tôi không nói là số bóng bao nhiêu một cách cụ thể giống như Hoàng Yến. Em chỉ nên nói thế này thôi: số bóng của đội số 2 gấp đôi đội số 1. Thế là được rồi. Chiến thắng thuộc về đội số 2. Chúng ta sẽ cùng tới với lượt chọn vị trí để trứng gà đầu tiên của đội số 2. Quý vị và khán giả đã quay trở lại với chương trình Gà Đẻ Trứng Vàng. Hai vị trí mà các bạn sẽ lựa chọn gà đẻ trứng sẽ là vị trí nào? Mình chọn con số 7 trước nè anh. Số 7 và số 2. Hai. Số nào? 7 trước đi. Số 7 trước, số 7 đúng không ạ? Đẻ trứng. Ôi. Yeah. Nào, ngoan đây yêu, nó ngoan đây yêu. Để con nào, con đây để đi nào. Vâng. Trời ơi. Đây là một âm thanh mà không ai muốn nghe. Chúng ta sẽ có tổng số 2 chị gà là không có trứng. Và các bạn chọn đúng chị gà ấy. Gần như là số 7 và số 2. May mắn hay là xuất sắc mà các bạn đã lựa chọn ngay chị gà đầu tiên là không thấy có trứng. Không, em nghĩ em chọn lộn cái anh gà rồi mới không đẻ được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với vị trí số 2. Đây rồi. Con của mẹ, con của mẹ. Trứng. Cho em coi với cái gì vậy? Con tụi em. Sai không? Mời các bạn về vị trí. Sai không có liêm sỉ. Các bạn hãy cố lên là phần sau. Nào mọi người mở đi. Một. Trăm. Triệu. Được ngay 1 triệu đồng. Một triệu. Các bạn có muốn gà số 2 để tiếp không? Tụi em chơi rất là hết mình. Đẻ luôn đi chị ha. Đẻ. Dạ. Yeah. Lúc chơi hết mình lúc về hết hồn. Lúc chơi hết mình lúc về hết hồn. Lúc chơi hết mình. Lúc chơi hết mình lúc về hết hồn. Lúc về hết tiền. Không đẻ. Không đẻ. Không đẻ. Con của mẹ. Chị ơi. Hả? 100. Em có rồi. 7 triệu đồng. 7 triệu. Vậy là nhiều rồi đó. Tiền thưởng sẽ là 8 triệu. Các bạn có muốn gà số 2 để tiếp không? Tham thì tham đó. Ăn cả. Chúng cả ta đang chơi với đại gia hàng hiệu. Tuổi trẻ không, như vậy đó. Tại vì trong mấy con gà này là có tới mấy chục trứng lần chị. Đúng rồi ạ. Xác suất có một con tới 4-5 trứng, 3-4 trứng lần. Đẻ. Đẻ. Wow. Xin mời gà số 2 để tiếp. Và thưa quý vị, không thể tin được, trong một lần lựa chọn mà đội số 2 hai lần được nghe một âm thanh rất là quen thuộc của chương trình, đó là tè. Thấy chưa, cá không ăn muối cá ương, gà không đẻ được thì lên đường nha Trung. Lên đường nha Trung. Như vậy là chúng ta sẽ không có tiền thưởng đưa vào quỹ của đội số 2. Không sao. Nên anh ạ. Chúng ta vẫn còn cơ hội nữa. Yep.